Rất nhiều người đã mất việc làm sau khi hàng loạt công ty bị phá sản. Và gia đình chị Huệ đã rời bỏ thành phố, trở về quê nhà. Tuy nhiên, căn nhà nhiều năm trước bị bỏ hoang và đổ sập, không còn nơi ngủ nghỉ, cả gia đình đã phải chui vào một phần mộ để tá túc tạm bợ. Sau khi câu chuyện của chị Huệ được đăng tải lên, thì rất nhiều cô chú anh chị đã đóng góp và xây dựng lại cho căn nhà mới. Từ đó cả gia đình đã thoát cảnh ngủ giữa nấm mồ như thế này. Tuy nhiên, sau đó lại xuất hiện thêm một nghịch cảnh nữa. Để hiểu rõ hơn thì mời mọi người theo dõi đoạn clip này nha. Mến chào quý cô bác anh chị, hiện tại thì Phong Bùi đang có mặt tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Và xin chia sẻ với mọi người, cách đây khoảng hơn 2 tháng trước thì Phong có chia sẻ những cái hình ảnh đó là một cái gia đình ngủ ở nghĩa địa. Thì hôm nay thì Phong đến để chia sẻ cái niềm vui của gia đình, đó là gia đình của chị My. Bây giờ thì nhà cũng đang sắp hoàn thiện rồi. Từ những cái ước mơ ban đầu ở quê thì bây giờ thì chị cũng đã có hoàn thiện nhà. Bên này cái nền này là của chị gái hả? Của chị, cha cho, chị cất đỡ lên đó, cha cho á. Đâu có nền đất đâu. Dạ. Đâu có đâu hả? Phía trước mọi người đây là chị My nè. Thì khoảng hơn 2 tháng trước á, mình đã từng chia sẻ cái hình ảnh đó là cả gia đình của chị ngủ ở trên một cái phần mộ. Hôm nay của mẹ chồng. Chị dẫn em qua cái phần mộ đó đi ha. Mà phần mộ bữa nay cũng có người ở. Có con nít đâu nữa. Vì sao vậy? Có thể chia sẻ cho em rõ câu chuyện như thế nào mà hôm nay có người mới vào ở nữa. Chuyện là chị khi mà chị xin được cái nhà này nè, là chị xin cho chị hai luôn, là nghĩ là được nhà đặng cho chị hai về ở tại Bình Dương giờ đã khó khăn đó. Rồi xin cho nói là chị ơi giờ về đi em xin được nhà rồi. Đó. Cái xong rồi chị hai về mà rốt cuộc ra là mấy chú là gần Tết rồi kinh phí không đủ. Đó, rồi là không có xin được, rồi chị đi xin xuống dưới chú ông chú chính mẹ ở dưới gần đây của An Giang mình luôn nè. Là được cái bộ này nè. Được bộ này với mấy cái cây mà để đóng ấy kìa. Đóng vách á là chỉ được bộ cột thôi. Còn thiết này là người ta dỡ nhà cũ ra, người ta cho ông chú kế bên ông đi xin giùm. Đó. Xin giùm cho chị hai, nó là được lót lên trên đó. Mấy cái lỗ đó là lấy keo che lỡ trên chứ không thôi là cứ nhìn như là ngôi sao trên trời vậy đó. Nó lấy keo che lỡ trên nó mấy cái lỗ đó đó. Nó ta đóng tại vì dạng như người ta bắn vít hay gì đó. Dạ. Có lỗ lỗ. Hôm nay thì em đến á, trước mắt thì em muốn chia sẻ về cái niềm vui của chị. Nhưng mà cũng để nhắc lại cho mọi người biết rõ cái câu chuyện của chị á. Dạ. Chị có thể chia sẻ là cái cuộc sống của mình trước kia như thế nào mà mình khi mà mình ngày trở về từ ở dưới Bình Dương mình trở lại đây thì mình không còn nhà cửa, không còn gì hết, phải ngủ ở trên cái phần mộ. Thì lúc đó thì vì dịp định thôi. Giờ đó về đây rồi vợ chồng sống nương tựa. Tại vì không có gì về thì nhà sập hết trơn rồi đi. Tại vì mình lâu ngày mình không ở thì đương nhiên là nó sẽ không còn nguyên vẹn. Rồi gió bão gì đó không biết là mấy cô chú ở đây là thấy sập hết rồi ông lại dọn giùm. Rồi về thì thấy cái nhà mình vậy thì cũng buồn, nhưng mà suy nghĩ trong bụng là thà ở quê nhà còn đỡ hơn là xa xứ. Rồi đó, rồi có nhờ là nhà mộ của mẹ nó, nói chung là khi mẹ mất á là mấy cô chú rồi hùng tiền nhau với ba rồi làm được có chỗ ở là cũng mừng rồi. Rồi nhầm gia đình không có phần mộ rồi mình ở đâu còn khó khăn hơn nữa đó. Chị không ước mơ gì đâu. Là cùng với chồng á là sống ở Bình Dương bao nhiêu năm? Chị chỉ gặp anh là được 4 năm thôi, Bình Dương thôi. Và hai người đến với nhau rồi sống ở đó hẳn luôn? Là ở đó luôn chứ không có gì quê. Dạ. Bây giờ chị dẫn vào cái phần mộ ha. Mình xin tóm gọn lại câu chuyện của chị, gia đình chị My á. Thì gia đình là từng làm công nhân ở Bình Dương. Và thời điểm mà khó khăn nhất đó là thời điểm mà dịch bệnh Covid. Và chị thì sinh em bé đến mức mà thất nghiệp luôn. Và không có đủ cái chi phí để trở về. Ngày trở về thì trong người còn bao nhiêu tiền chị My? Không còn đồng nào luôn. Không còn đồng nào hết luôn, là về là chủ trọ còn cho xăng về mà. Đó, chị không còn tiền luôn nữa. Đây là cái nơi ngủ của chị cách đây 2 tháng trước mình đã từng chia sẻ này. Bây giờ vẫn không đồ đạc nè. Bây giờ còn một gia đình nữa vô đây ở. Gia đình đó là gia đình ai? Gia đình của chị hai. Chị thứ hai. Chị nhiều lúc
suy nghĩ cũng buồn nè. Nó nói cho chị hai mừng là xin được nhà, đã rốt cuộc về rồi không có nhà cho chị, nó buồn. Rồi kêu vô ở bên đây thì chị hai ngại, là nhạn như là sợ người ta nói là như là mình ừ em mình có nhà rồi, chị nghe em mình có nhà cái về ở chung trà này kia vậy đó. Chị hai bà buồn, bà không dám vô, bà ngại sợ người ta nói đó, chứ là nhà nhỏ đó, rồi mấy cháu chị cũng đông cháu nè, rồi không chịu vô. Chị nói cưng mấy bữa mưa gió thấy tội, tội còn hơn là lúc chị hút hổm nữa. Tại vì lúc hổm là chị còn được mấy cái miếng ton kia che đó, còn giờ là chỉ toàn là đó, giải không à, che giải không à, quần áo treo vậy đó, giải vậy đó. Bốn đứa con nhỏ à. Đây phân mộ nè. Ủa, đang cúng cơm hả? Không, rồi cứ đốt nhang cho, tại có em bé nhỏ, con gái nhỏ xíu á, nên cho nó ấm á. Đốt nhang miết vậy đó. Chị ba đốt nhang miết à, cho ấm. Cho em gặp chị hai đi, để hỏi chị hai ơi. Hoàn cảnh. Chị hai ơi. Đây. Đây chị hai ha. Đây chị hai. Em thú thật thì hai tháng trước khi mà em bắt gặp hình ảnh á, chị hai vô đứng với em mình luôn đi, hai chị em ruột. Đứng buồn trời không, chị chồng chị. Chị chồng ha. À chị chồng. Đứng buồn từ từ trời, em lúc đầu em cũng vậy đó. Thôi có gì đừng ngại, chị chia sẻ cho em biết đi. Trước kia là chị sống như thế nào, ở đâu, làm công việc gì vậy chị? Đó, chị cũng ở đây. Rồi đặt này cái đó, rồi nhờ mưa gió quá. Mình đi lên Bình Dương là cũng mười mấy năm. Mười mấy năm? Dạ. Mười mấy năm qua là chị làm công việc gì? Cũng làm xưởng gỗ. Rồi mẹ cũng rước mẹ lên, bắt đầu ốm này chị cũng mặn cũng... được bữa được bữa cái này chi đó, sau này rồi chị cũng mặn ổn định được, mẹ mất rồi mà chị cũng mặn ổn định nên mặn rồi nên là đứng máy đó, rồi nên gặp được tai nạn, chị nghĩ cũng hình như cũng 6 năm. Chia sẻ với mọi người là khi nãy mình thấy cái tay của chị ấy, bị mất vài ngón tay, chắc là bị tai nạn lao động. Dạ, đứt tại đây là nói hết, đây là nói cặn hết, bị thương hết trơn, 5 ngón là bị thương hết 5 ngón. Nãy giờ em trò chuyện thì không biết chị tên gì vậy chị? Chị tên Thu. Chị Thu. Chị Thu là chị dâu của chị My. Chị chồng. Chị chồng. Dạ. Em hôm trước ấy, em có chia sẻ một đoạn clip, đó là chị My ngủ ở phần mộ của người nhà mình á. Dạ. Thì chị có xem được thước phim không? Dạ em không có xem được, mà nhờ mấy đứa em á, rồi như thằng An Út đó, nó bắt cho coi, tại vì không có biết chữ nên không có biết cái đó, rồi nên nó bắt cho mình coi thôi. Khi lúc đó chị xem thì chị thấy như thế nào? Mà khóc không đó. Buồn lắm. Có khi nào mình nghĩ cuộc đời mình lại ngủ ở phần mộ vậy không? Nhờ em nó xin vậy chứ không thôi, giờ nói vậy cũng vậy thôi. Cũng không biết cha ở đâu ở. Với bạn với cha, không có nhà ở cửa cha mắt này kia, cũng không biết thờ cha thờ mẹ ở đâu. Nên cũng mừng, vừa mừng mà tuổi ba bốn chị em mà lo không được cho cha, bây giờ em lo vậy mừng dữ lắm. Chị My, em hỏi thăm là khi mà chị xem chị đã thoát được khỏi cái nơi ở như thế này rồi, chị có nhà rồi, tới lúc mà chị thấy là anh của mình rồi chị dâu mình như vậy thì sao? Trời, chị buồn lắm chứ, tại vì chị mừng trong bụng là vừa rồi là chị đã xin cho chị hai được nhà rồi, chị mừng lắm á. Nhưng mà tôi về rồi xong rồi nghe mấy chú báo là kinh phí không có, chị nói rồi chị chưng hửng rồi. Lúc đó là chị gấp rút là chị đi hỏi người này người kia là ở đâu, là cho cột cho cây đồ này kia vậy đó. Đó, là đây là cũng như là xin được mấy chú là được cột này nè, cột bê tông đó, chị mừng quá trời luôn. Chị nói chị hai ơi em có được bộ cột rồi đó, bây giờ mình xin thiết đi, thiết cũ thiết mới gì cũng được hết, bây giờ có đi. Rồi với lại chị nói thiệt luôn là chị được nhờ mấy cô chú giúp đỡ á, là chị sẽ được một phần nào đó, chị sẽ giúp chị hai chị được phần nào đó là chị mừng lắm, là chị định là chích phần nào đó của chị được người khác giúp, chị mang cái phước của chị là chị giao lại cho chị hai chị một phần đó. Nếu mà thông qua YouTube á thì giúp được chị hai chị được là nữa một phần nào nữa đi cho chị mừng cho cháu. Chị nói vô nhà mưa gió tạt thấy tội lắm đó, con chị đã thoát rồi bây giờ lại thấy cháu chị vậy nữa đó, lại tội nữa, dịch dướng con bé đó đó càng khổ nữa đó. Đi khám đi nói bị u sơ u nang gì đó, bắt chích thuốc đâu chịu mấy đó, mà chị bà có bầu mà đi nói bệnh
Ủa chị Thu đang có em bé hả? Đâu có đâu, đó lúc có con bé này nè. Vậy là bé này là bé Út này. Bé Út á. Là thời điểm chị sinh bé ngay là cũng luôn dịch luôn. Ngay lúc dịch khủng bố dịch luôn á. Nó vợ nuôi giùm chứ nuôi không được. Bị Covid á. Mà nãy em quên hỏi là không biết là chồng chị làm công việc gì? Dạ anh cũng làm công ty, trên công ty cũng bằng cũng công ty sắt. Nhưng cũng thưa bên nhà nước không bà? Nhà nước được bảo hiểm ta đâu có đuổi đâu. Bên đây thì tư nhân. Chia sẻ với mọi người là 2 tháng cuối năm thì hàng loạt công ty bị phá sản. Tình trạng thất nghiệp rất là nhiều. Rất nhiều công nhân ở Sài Gòn, ở Bình Dương họ đã phải cuốn gói trở về quê. Vừa rồi thì hai công ty cực kỳ lớn ở quận Bình Tân đó là công ty Tỷ Hùng và công ty Bon Giang. Họ phải cắt giảm lượng công nhân, thậm chí sa thải rất là nhiều. Và tình cảnh thì giờ Tết năm nay rất là nhiều gia đình không có nơi trốn dung thân nè, không có nơi ở nè, thậm chí là không có một khoản tiền để lo Tết. Và chắc có lẽ là chị Thu và kể cả gia đình chị My cũng bị tác động bởi cái khủng hoảng kinh tế. Riêng gia đình chị Thu thì bây giờ là may mắn là chồng của chị Thu là vẫn còn làm việc được, dạ, đúng không? Làm 1,2. Lương của ảnh mỗi tháng bao nhiêu ạ? Dạ cũng được 5 triệu mấy 6 triệu gì đó. 5 triệu mấy 6 triệu. Dạ. Mà giờ làm được từng 2 bữa đó. Mà từng được 2 ngày. Dạ anh vô công ty ở luôn rồi, anh xin vô công ty ở luôn, đâu trả tiền trọ được đâu, bởi vậy mẹ con về đây á. Vô con xin vô công ty ở luôn rồi. Vậy là để tiết kiệm cái khoản sinh hoạt thì ảnh vẫn còn đang sống ở trên Bình Dương. Dạ. Và sống hẳn công ty luôn. Ô, con nhanh, chào. Té con, sao lần nào chú xuống rồi. Rồi chị với mấy đứa nhỏ này cuốn gói về. Đúng rồi, chị kêu á. Chị nói thẳng là chị kêu luôn mà đang ban đầu là chị năn nỉ là vô nhà ở. Đại chị nghĩ là có nhà rồi, là vô cứ vô ở. Đó, nhưng mà chị hai chị buồn, chị hai chị tuổi, chị hai chị ngại. Đó, mình cũng tâm lý mà, phụ nữ với nhau mà chị biết. Đó, rồi thôi giờ em chị mới nói là thôi chị gán đi. Em sẽ cố gắng xin sao cho được chị có ngôi nhà. Đó, đó đây là chị được xin được bộ cột rồi xiết cũ người ta chú bảnh đi xin cho đó. Mừng lắm nhưng mà còn vòng vòng thì chưa được gì hết. Đang chờ, được nhiêu thì đỡ nhiêu vậy thôi. Những ngày qua khi mà chị vào căn nhà mới, chị ngủ ở trong đó, rồi chị nhìn qua bên này thì thấy là chị của mình, chị gái mình, những đứa cháu của mình vẫn còn nằm ở cái phần mộ đó, thì cảm giác trời buồn lắm. Chị đâu ngủ được đâu, mưa là chị ra chị canh á, chị coi tạt chỗ nào lặn chị phụ hai vợ chồng luôn, dầm mưa luôn, thiết cũ lúc đó là dầm mưa luôn, đặng che phụ thôi chứ cháu tội. Nó đã mình đã bị như vậy là mình thoát mình mừng rồi đó, bây giờ tới chị mình nữa đó. Giờ nói thôi khổ rồi, cảnh khổ rồi, giờ gán đi chứ giờ ở chảnh còn chết nữa. Hiện giờ là chị Thu đang ngủ với đi. Dạ, ở trong đó. Đâu đứa rồi nó, điểm danh cho em xem thử đi. Đây nó còn đứa con gái chồng. À. Là ba đứa như này nè. Còn một thằng lớn là ở chảnh với cha, nó bỏ cha nó buồn rồi xin vô công ty, hai cha con ở trong công ty. Đây nè, hôm trước là ghế là anh này là anh lu cua trên phần mộ nè. Thì bây giờ lắm. Vậy là tối là bé gái nó ngủ nhỏ vậy, ngủ ở mộ sao được chị Thu, sao chị không gửi ví dụ bé Út nè vô ngủ chung với nó xa mẹ đâu được đâu, rồi bỏ mấy đứa nhỏ ngủ ngoài cũng không được nữa. Bây giờ nếu mà vô hết gia đình mà chị không chịu chị nói mất công lắm, vòng vòng sợ người ta nói. Chị nói thiệt với cưng luôn là chị ban đầu là chị nói nếu mà cưng xuống hoặc quỳ hộp xuống chị coi chị nhờ, nếu mà giúp được chị hai chị thì chị mừng. Nhưng mà chị sợ trên cộng đồng mạng người ta nói, hai chị em chị á là đồng loạt nhau là hết người này ở đây tới người kia ở đằng sinh, sợ lắm luôn đó. Cái chị hai chị nói thôi cưng ơi đừng có nói chi, để người ta nói hai vợ chồng mày, rồi hai chồng mày không được giúp đỡ nữa rồi chết luôn rồi không ai giúp đó. Chị thì bình thường thôi, cởi đi cởi mẹ đi, sống sao cũng được hết trơn, miễn sao mà mấy đứa cháu mày về đây khỏe được rồi đó. Chị sợ lắm cưng, sợ người ta nói rồi nói hai chị em nhau rồi thấy em vậy rồi chị vậy đó, chị sợ dữ lắm luôn. Bản thân mình khi mà vừa mới đến thì mình cũng khá là rụt rè khi mà biết là hết gia đình này đến gia đình nọ họ phải ngủ trên phòng mộ. Bản thân em vô nghe câu chuyện chị hai em cũng cảm giác là hơi rụt rè một xíu. Đúng. Nhưng mà nãy giờ tâm sự một chút thì mọi người cũng hiểu hơn cái bối cảnh hiện giờ, kinh tế đang khó khăn, thất nghiệp tràn lan, và câu chuyện ngày trở về hồi hương như những gì mà chị Thu đang đứng ngồi khóc lặng này. Chắc lẽ là chị Thu đang tuổi không? Tuổi, chị tuổi lắm. Tại về suy nghĩ chị đơn giản thôi, chị về được cô chú giúp đỡ nhiệt tình, được cái nhà, còn chị hai mình về chưa được gì hết đó. Bây giờ thì được gì đó. bây giờ vay tôn nữa thôi chứ đâu còn gì đó, đúng không? Mua tôn với làm một cái toilet cho mấy đứa nhỏ thôi.
căn nhà của chị My á thì cũng đang hoàn thiện dần dần, cũng chưa xong là bao nhiêu hết à. Còn đang lỡ dở căn nhà này. Chị Thu, dẫn vô nhà đi, dẫn vô phòng bộ đi. Vô dẫn đi chị. Thôi được có tuổi nữa. Đừng buồn nữa. Đừng khóc miếng à. Từ từ mà. Rồi cũng qua. Gì cũng qua hết á. Đây nè, con gái đó, đây gái luôn á. Một bé nè. Mà không được đi học nữa. Chị nói giờ để có kinh phí đặng nữa cho bé nó đi học, không đứa nào biết chữ chứ. Không đứa nào biết chữ hả? Không đứa nào biết chữ chứ đi ở chợ đâu được đi học đâu. Thằng này nữa nè. Có còn thằng nữa cho cha nó. Xíu nữa xem ha, tắt giùm nhà chú một xíu. Ủa con mới đốt nhang hả? Dạ, đốt hoài, tại mới cứ tàn nhang là đốt à. Trên ấm ở trong nhà. Tắt đi con. Tắt đi. Ngồi xích qua đây nè. Con nhiêu tuổi rồi con trai? Ngồi đây luôn đi con. Đi con ngồi đi. Chú con 11. Con 11. 11 rồi ngồi đây. Nó ngại lắm, nó không dám nó ngại lắm. Nó chú à. Chị My vô đây luôn đi chị My. Ồ ừ, cái nhà mà mọi người thấy phần mộ á. Xuống này, xuống đó. Xuống vô. Vô chú. Cái phần mộ mọi người thấy là ở thường xuyên cho nên là lâu lăng bon luôn mà mọi người mà. lâu miếng mà tại vì mình ngủ mà. Rồi giờ tối thì mọi người ngủ sao đâu chị Thu? Ai ngủ võng này? Chị này ngủ này. Anh nãy ngủ đó, còn nhỏ gái ngủ đó thì đây chị nói chung là không có chị đâu có ngủ đâu. Bà thức không à? Nhưng mà em nói thiệt nha. Con nít á mà ở gần mồ mả như vậy á, nó hay yếu bóng vía lắm. Chị có sợ điều đó không? Bà bé nó có bị gì không? Nó khóc không. Hoài à cưng ơi. Nói chung là có chị này nó thôi. Nó giật mình nó khóc. Còn thôi tại nó nhỏ. Nó ngủ cũng im đềm như tại vì mình khóc đâu. Gia đình mình khóc chị khóc hết. Rồi cũng ngồi mình với con thôi. Bé này thì giật mình như thế nào? Thì giật nó cũng khóc ban đêm khóc quá trời. Chỉ khi chạy dỗ khoảng chừng cả tiếng ngoài đồng hồ. Tính cũng vậy lâu lắm rồi nhưng mà mặn tính nèo quá nên không dám về. Về cũng đâu có tiền đâu mình cắt nhà ở cửa đâu không dám về. Không dám về? Dạ. Nếu vợ cha ông cứ đi lưu đinh hoài theo mình hoài. Rồi sau này rồi thằng thứ ba nó mới gặp mợ ba nó. Rồi sống cũng được 4 năm đó hai ông nè. Rồi xong xôi rồi nó nói em đi mằng nghe, em đi chỗ khác em làm. Mình cũng tưởng là nó đi làm chỗ khác thôi. Mình không có nghĩ đó, hai chồng nó bồng tống về đây quần áo đồ đạc rớt hết trơn rồi trội luôn. Rớt hết trơn luôn, không còn gì trơn rồi xúm xích như là mấy cô mấy chú vòng vòng nè. Rồi người nào có con nít này rồi kia đó, người ta gom góp cho quần áo vợ chồng nó rồi kia bặn. Rồi nên là tới mà tới cái ngày mà quay lên đó thì nói chung là đằng nào có biết chữ, không biết không cứ coi cái điện thoại này. Tại vì mợ ba nó mới đưa điện thoại cũ cho mấy đứa này sợ nó buồn ban đêm hôm thôi. Nó gọi cho con nhỏ em á, nó mới thấy không chui đầu nó mới đưa cho chị coi. Nó mới đưa coi, nó hỏi chị hai bà có thấy mà hai chồng anh ba không. Mình cũng nghĩ thì kiểu như nó đi đâu nó chơi rồi nó chụp thôi, cũng không có nghĩ. Nên là cũng mừng. Thầy thấy em nó lo gì cũng mừng. Có tuổi nữa nha. Tuổi chứ trời gì cứ nghĩ đi. Tại là chị có mấy tuổi chị không có lo cho cha được chị trơn. Nên em mới lo cho chị mừng lắm. Ta buồn mà khóc suốt luôn á. Chị là chị hơi cứng rắn xíu. Chị là chị mạng đàn ông mà. Chị cứng rắn hơn chồng chị nhiều luôn á. Chị vượt hết. Chị lướt hết luôn. Cỡ nào chị cũng lướt hết luôn. Ha. Em hỏi thăm một xíu nha. Cái thời điểm dịch Covid á là cả nước là phải giãn cách. Cái chuyện mà có một bó rau là một cực kỳ quý rồi. Dạ. Bó rau là một đại gia thời điểm đó. Thì thời điểm đó mà chị phải sinh em bé như vậy thì cuộc sống lúc đó chị nhớ là những ngày kinh hoàng Covid như thế nào không? Chị không dám nghĩ luôn. Em lúc có bầu nó là cái dịch ta chặn hết trơn rồi. Thèm có khi một miếng bún trắng mà cũng không có đâu có đâu nó đâu nó không có tiền mà mua, hoặc là người ta bán mấy chục ngàn cũng phải gắng phải quán. Mà như là giờ vòng vòng rồi xúm mấy cô mấy chú này kia đó rồi cho một mình mới lại như mình mua 5 ngàn, bây giờ là hồi đó là 20-30 ngàn lúc mà chị có bầu nhỏ này. Ở lúc sinh đẻ thì sao chị? Sinh đẻ chị đi đẻ mà ơn à, gái Úc chị đó mà ba nó đem về nuôi, gái Úc chị đó còn ở dưới đó, tao đâu có cho chị về đâu. Vậy là lúc sinh ra là gửi bé này cho chị My nuôi. Tại vì đây chị kể bà khóc quá nè.
Lúc chị đau bụng sanh là chị sanh thằng bé này được 2 tháng ha. Là bé được 2 tháng đi là chở đi sanh vô bệnh viện Châu Thành. Test Covid là chị bị nổi lên 2 gạch, chị 1 gạch. Là lúc đó là nó tách ra hẳn luôn. Chị nói cưng chị khóc mà chị đi vòng vòng, chị khóc, chị đi tới đi lui chị khóc ha mà. Nghĩ đi, đau bụng đẻ mà không được người thân kế bên, không dìu dắt, phải đi một mình, lần đi một mình. Tới lên xe cấp cứu mà để chuyển vô một bệnh viện giả chiến riêng của người bị Covid á. Chị Hai phải đau mà phải bò lên xe một mình, không một người đỡ. Chị nói chị đứng ở ngoài mà chị rớt nước mắt, chị nói chị giái mẹ không, mẹ ơi cho chị qua tay qua nạn khỏi, dặn về nhà với con với cháu. Chứ hả, chị nói chứ lúc đó là chị không biết, chị không cho lại gần. Đứng cưng chỉ đứng được nhìn thôi mà. Là lúc đó là chị không hiểu nỗi khổ của người ta. Bây giờ chị mới hiểu là tại vì chị có nhà đình, chị không có bệnh đằng để chị nuôi bé được. Nếu bệnh không được, lúc đó anh chị lại bị Covid, cha bé bị Covid cách ly nữa đó, không có đi nuôi được đó. Rồi chị bỏ đứa bé 2 tháng ở nhà, thằng bé này cho cha nó, bỏ nhà chồng chị đi làm công ty, chiều tối về nhận bé cái bên giữa ông này đó. Chồng chị tối về rồi đó giữ, rồi chị lo nằm ở đâu một sanh ra là 12 giờ trưa là tới sáng hôm sau là cho về đó. Là chị ẩm về nhà luôn, tại vì bé nó không có bị Covid, nó ẩm về nhà nuôi luôn. Là bị nhốt trong một tuần lễ, khóc đúng một tuần lễ, mới sanh mà khóc ở trong bệnh viện một tuần lễ mới được về nhà gặp mặt con. Sanh ra đâu được nhìn thấy mặt con đâu, nó được nhìn thấy đâu, tại vì là test bị Covid mà không được nhìn thấy. Chứ sanh ra là về là đứa bé là như thế nào chị cũng biết luôn mà. Số không lớn mà nha. Ừ. Con gái của chị đó. Khổ cỡ nào khổ chứ, về vừa rồi đó, về đây mấy cô chú cho sữa nhiều lắm hơn. Nó giết gà cho uống. Về tháng mấy này hai chồng nó nuôi một bầy mẹ con ở đây luôn á. Chứ về chị cũng đâu có tiền bạc gì đâu. Bữa sách bao nhiêu tiền? Ngày về, ngày trở về lại ngủ lại ngay đây là sách bao nhiêu tiền? 300 ngàn. Như được 300 ngàn. Ủa? Kể, lương kể. Anh 5-6 triệu mà. Đó, 5-6 triệu là cưng làm trọn tháng mới được 5-6 triệu. Còn từ hồi mà vô dịch mà ảnh vô ảnh mặn tới bây giờ là tiền trọ, tiền sữa không là bây giờ là nó cắt cưng luôn. Như là mình mặn á, mình mặn là như là cưng mặn ngày nào là ăn ngày đấy đó. Một ngày công thì giờ anh bao nhiêu? Một ngày công là ảnh là giờ cũng 200 mấy ngàn vậy đó. 200 mấy ngàn. Và tháng rồi anh nhận được bao nhiêu tiền? 2.7 phải không chị? 2.7, 2.8 gì đó. Ừ, 2.7, 2.8. Gửi cho chị Hai được 700 ngàn. 700 ngàn gửi chị được. Mà khóc qua cầm tiền mà khóc được 700 ngàn mà khóc mớ hết trơn luôn vậy. Sao đó. Sao khóc, sao khóc. Mừng. Tại vì á, chị lo sữa bé này kia, cái chị Hai bà thấy xót. Đó. Cái anh Hai gửi tiền gì? My ơi có tiền mua sữa rồi nè. Là chị nói trời ơi có 700 ngàn bỏ túi giùm em đi. Em vợ chồng em lay lắt được, lo được. Tới đâu tính tới đó. Đó. Chị không gà vậy đó, thì cưng biết là chị làm gì không? Làm gì chị? Chị làm móng. Làm móng. Chị làm nail. Làm nail. À. Được bao nhiêu tiền? Một bộ có 15 ngàn sơn luôn. Thì lai gai có tiền ăn là được rồi. Ngày vài người khách vậy đó. Thôi bây giờ như thế này. Mình có bàn với anh Bùi Hồ là sẽ giúp đỡ cho gia đình của chị My. Tuy nhiên thì đến mới té ngựa ra thêm một cái gia đình nữa, đó là gia đình của chị Thu. Cứ ngỡ rằng là thời gian qua mình anh Bùi Hồ đi châu Phi á, và trở về nhà thì sẽ đón nhận căn nhà mới, nhưng mà bây giờ vẫn chưa có hoàn thiện vì kinh phí xây dựng nhà nó đang chật vật. Thì mình sẽ bàn lại anh Hồ về cái vấn đề đó. Thì hôm nay có mặt ở đây thì cũng có duyên với gia đình của chị Thu, thì chắc có lẽ là mình xin phép chia sẻ cái món quà nhỏ này từ một cái cô có gửi cho cái gia đình những cái hoàn cảnh khó khăn, đó là cô Xuân Huyền. Cô có gửi cho mình 100 đô muốn chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn, thì thôi xin phép chị My nha, em nhường cái món quà 100 đô đó cho. Trời cưng mừng lắm, trời ơi chị bình thường được vậy là chị còn mừng dữ nữa. Trời ơi giờ như chị Hai cũng như chị, nói chung là hai chị em cũng như nhau à, nó cưng giúp chị Hai cũng như là giúp chị vậy thôi à. Đây em gửi cho chị 2.4 triệu. 100 đô Mỹ. Đây là số tiền từ chị có tên là Xuân Huyền có gửi cho mình qua ứng dụng PayPal. Cảm ơn chị Xuân Huyền nhiều lắm luôn á, trời ơi trong giây phút này mua sữa cho bé.
Em tới. Ơi mừng cơ kìa. Đây là bằng tháng lương của bạn, bằng tháng lương của anh hai luôn rồi. Này đâu. Trời ơi, có tiền rồi gái ơi, cơ kìa. Còn khoảng 3 tuần nữa tao Tết thôi cho nên là muốn qua này sang sỉ Tết trước à. Từ từ cái nhà tính sau nó quá lớn đi. Nó mày nó quá lớn. Em cũng hy vọng vậy. Vài tuần nữa tụi em đến, cầu mong là mọi thứ nó đều vui trọn vẹn nha. Giờ chẳng như chị nhờ cô chú bác anh chị trên cộng đồng mạng đó giúp cho chị hai chị có được cái, bây giờ đã được phần trên với phần sườn rồi, nó cho chị hai được cái tôn che vòng vòng với giờ trắng trắng mà dạng như xi măng á. Dạ. Anh cho mấy đứa nhỏ vô ngủ Tết nhất tới rồi. Bây giờ có anh, chị mong vậy á. Thì giờ người đang cầm cái quay mình là anh Đạt. Cũng là một anh thợ hồ luôn, mới xây dựng cho căn nhà cho bà Út ở ngay chỗ bến phà Mân Ranh mới xong đây. Vậy là cái nhà xây được rồi hả em? Nhà xây xong cho bà Út rồi. Vậy cũng mừng cho bà rồi đó. Đây ông chủ cả đó, ông chủ thầu á. Vậy cũng mừng cho bà rồi đó. Anh Đạt, anh giúp cho em thử, anh tính mẫu thử sơ sơ qua thử đi. Không cần chính xác nhưng mà khoảng cái bay tôn này nọ, cái diện tích nhà nãy là khoảng 8 mét dài. Dạ, bị qua 4 mét. Là 18 x 4. Chú la kìa. Tôn khoảng bao nhiêu? Cái mé dách bên đây là không đóng tôn được luôn. Ba vách tôn. Ba vách. Đại dách bên đây á. Đại dách bên đây nghĩ là không có tiền cho nên là tính ké dách. 12 triệu ha. Cây cột cao nhất là 4m2 á. Tầm bao nhiêu anh Đạt? Khoảng 20 triệu đổ lại được. Tám chục mét tôn nhất. 1 mét hiện giờ bao nhiêu? 20 triệu, ha. Thì cũng hy vọng rằng là nếu mà cô chú chị đã xem được clip này á, có duyên thì có thể tiếp sức cho gia đình, coi như là giúp đỡ cho gia đình khởi nghiệp lại, ngày trở về sau những cái năm tháng vất vả mưu sinh ở nơi xa Bình Dương. Rất là nhiều gia đình mình biết chắc rằng là Tết năm nay thất nghiệp, gia đình giống như gia đình của chị Thu, gia đình của chị My vậy đó. Hiện giờ thất nghiệp rất là nhiều. Thôi thì em cố gắng em quay trở lại, có niềm vui nào đó thì em sẽ chia sẻ chị nha. Chị cảm ơn cưng nhiều lắm luôn á. Trời ơi. Hy vọng rằng qua clip này để mọi người biết hơn về cuộc sống của các công nhân của Việt Nam sau cái thời điểm mà sau dịch, bây giờ nó khủng hoảng kinh tế khủng khiếp á. Nhiều công ty đóng cửa hết rồi. Đóng cửa hết trơn luôn rồi. Chị nghe nói rồi. Tới gì? Con bé gì làm cái toán bạn của cái chị vừa rồi cho tiền chị nè. Năm mỗi năm là phải thức đêm tới hôm làm giấy tờ này kia vậy đó, cuối năm à. Năm nay làm rồi hết rồi. Bây giờ bỏ hết rồi. Xong hết rồi, đóng cửa đi về luôn à. Rồi, đợi cái gì về em bàn với anh Bùi Hồ ha. Rồi. Okay. Rồi. Quay lại nha.